Brooklyn child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young man. An early blow for City on the same weekend two of their title rivals met. David Moyes' first home game was a mouth-watering clash against Mourinho's Chelsea, with a fascinating subplot surrounding Wayne Rooney, subject of a failed transfer bid from the Blues. The game didn't live up to its billing, finishing goalless, but Moyes now had his feet under the table. Trận cầu siêu chủ nhật đầu tiên của mùa giải. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Hai đội bóng vào lúc này đều đang có một phong độ được cải thiện rõ rệt ở trong mùa giải năm nay. Họ tốt hơn qua từng trận để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Xin được quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với sân vận động Old Trafford để cùng dõi theo một trận đấu được mong chờ. Vào lúc này thì tình cảnh của hai đội bóng thực sự đã có một khởi đầu mùa giải không ấn tượng một chút nào. Hiệp một đã chính thức diễn ra. Những pha chuyển biên rất vượt. Cleverly. Đường chuyền rất hay. Ramirez, cơ hội phản công. Oscar, Eden ra. Eto, thêm một pha truy cản chính xác. Ashley Young, tình huống cố tình dúi người đối phương. Qua người rất hay. Rooney! Không được. Oscar, Eto, Frank Lampard rất thoáng. Eto, đi bóng vào trong, dứt điểm. Đã có được bàn thắng một cách đầy bất ngờ, nhưng nó xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu trận. Oscar, lại thêm một pha dứt điểm từ xa. Ý tưởng thì không tồi, nhưng hoàn toàn có thể đưa ra một quyết định đơn giản hơn rất nhiều. Có rất nhiều những cầu thủ nhanh nhẹn, đó là những người cũng chọn vị trí tốt, cũng di chuyển ổn, nhưng dứt điểm thì chưa đủ hay. Lỗi rồi. Eden ra. Quả người thành công. Không hiểu ý rồi.
Van Persie. Ferdinand. Vidic. Những pha đi bóng tốc độ không được. Ramirez. Willian. Eto. Eden Hazard. Eden Hazard. Quá hay. Đôi. Lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Carrick. Đó là một đường truyền đầy tính toán. Chắc chắn là như vậy. Không được. Willian. Eto. Eden Hazard. Willian. Dứt điểm. Không được. Eto. Willian. Không được. Vidic. Ferdinand. Rất khỏe. Không được. Oscar. Willian. Eden Hazard. Đi bóng rất đẹp. Xử lý rất hay. Ashley Young. Một chuyền rất hợp lý. Quá khó. Thực sự khó khăn. Phải nói thật là như vậy. John Terry. Willian. Willian. Frank Lampard. Hazard. Goal! Một tình huống thiếu tập trung của hàng phòng ngự và họ đã phải trả giá ngay lập tức. Đó là một tình huống mà mọi thứ chỉ cần đúng nhịp là nó sẽ thành công, và họ đã tạo ra được điều đó. Họ bắt đầu trấn tĩnh lại, bắt đầu tổ chức được lối chơi và đã có được những tình huống liên kết với nhau nhịp nhàng hơn. Những pha đi bóng tốc độ. Ivanovic. Cơ hội phản công. Đường chuyền. Không thành công. Và bắt bài chính xác và khôn ngoan. David Luiz. Rất khỏe. Eden Hazard. Valencia. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại. Một trận đấu rất hay. Nó diễn ra đúng theo sự mong đợi của phần lớn khán giả yêu mến bóng đá đẹp, và chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến thậm chí còn hấp dẫn hơn đến từ hiệp 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến khả năng tấn công. Và những phút này là những phút thi đấu mà đội tuyển sẽ phải cố gắng bằng 200% sức lực của mình nếu muốn phá tan hàng phòng ngự đang được bố trí dày đặc. Đi bóng rất hay. Willian. Khoảng trống. Thủ
thực sự là rất bối rối. Không có nhiều lựa chọn trong khoảnh khắc mà cầu thủ này dẫn bóng. Cự ly anh giữa anh và các đồng đội là tương đối xa nhau và họ gần như là thiếu tính thông tin. William. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Cơ hội. Eto. Eden Hazard. Cleverly. Phản công. Rooney. Tiếp tục được đưa sang bên phải. Pha tăng tốc quen thuộc. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Được chuyền hay. Rất thoáng. Sự cơ động của các cầu thủ là những gì mà chúng ta đã có thể cảm nhận ở những phút đã qua. Họ di chuyển vị trí, chiếm lĩnh không gian tương đối linh hoạt. Ashley Young. Ashley Young. Cleverly. Cleverly. Không được. Nani. Rooney. Rooney. Không thành công. Bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Frank Lampard. Điều chuyển rất hợp lý. Torres. Eden Hazard. Không được. Oscar. Cơ hội phản công. Oscar. Schuller. Phải trở rất hay. Rất đẹp. Rất khó chịu. Cơ hội đã trôi qua. Những người đã sẵn sàng để bước vào sân vào lúc này. Schuller. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Cảm giác không gian của các trung vệ thực sự là có vấn đề ở những phút vừa qua. Pha cắt bóng tốt. Vidic. Những pha đi bóng tốc độ. Eden Hazard. Hợp lý. Dứt điểm. Một pha đặt trụ và dứt điểm bằng lòng cực kỳ khôn ngoan. Và dù là một thủ môn dày dặn kinh nghiệm nhưng đã không thể làm gì, thậm chí là bị đánh lừa. Đây là một tình huống tấn công trực diện với khung thành và lần này là một đường trồng khe chứ không phải là một đường bóng dài, bóng bổng hay là ra biên nữa. Và tôi muốn thấy khuôn mặt của huyền thoại Lothar Matthau trên khán đài, người muốn đá chính ngay từ đầu. Nhưng ngay từ đầu hay vào từ băng ghế dự bị thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là ghi bàn. Thực sự đang chịu trận. Họ gần như không thể cầm bóng ở khoảng 10 phút vừa qua của trận đấu.
mỗi khi có bóng họ phải đá quả bóng lên rất nhanh để rồi nó mất đi. Rất thoáng, cơ hội phản công. Edena ra đã để mất bóng. Những pha đi bóng tốc độ. Andre Schuler. Schuler. Dứt điểm. Cực kỳ nguy hiểm. Dứt điểm. Thực sự là rất bối rối. Schuler. Dứt điểm. Oscar. Mikael. Oscar. Eden Hazard. Dứt điểm. Quá hay. Nhịp chạm đầu tiên đã mở ra cho anh cơ hội dứt điểm. Và chính điều đó khiến cho thủ thành bị bất ngờ. Ở một cự ly gần thì không thể ngăn chặn với một cú ra chân kiểu như vừa rồi dù nó không mạnh. Và đúng là anh trọng tài đã thôi.